Hội đồng thống đốc của hệ thống dự trữ liên bang Mỹ Fed thì trong những thời gian gần đây á, thì phát đi cái thông điệp là trong các cái cuộc thảo luận tại các cuộc họp trước và tiến trình bình thường hóa cái quy mô nắm giữ chứng khoán của Cục Dự trữ Liên bang và mức dự trữ trong hệ thống ngân hàng, thì tất cả những người tham gia đều đồng ý rằng tại thời điểm hiện nay thì Ủy ban cung cấp thêm thông tin liên quan kế hoạch cho cái quy mô nắm giữ chứng khoán của Ủy ban là sẽ chậm dần cái đà gọi là bán ra và duy trì cái việc nắm giữ chứng khoán của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Thì tại cái cuộc họp tháng 1 thì Ủy ban là tuyên bố rằng họ dự định tiếp tục thực hiện cái chính sách tiền tệ trong một cái chế độ, trong đó thì nguồn dự trữ dồi dào đảm bảo rằng việc kiểm soát mức lãi suất quỹ liên bang và lãi suất ngắn hạn khác được thực hiện chủ yếu thông qua thiết lập mức giá do Cục Dự trữ Liên bang quản lý, và trong đó thì không yêu cầu các quản lý tích cực việc cung cấp dự trữ. Thì để đảm bảo cái chuyển đổi suôn sẻ sang mức dự trữ dài hạn phù hợp với việc thực thi chính sách hiệu quả, và ủy ban đã định ra và sẽ chậm cái tốc độ giảm dự trữ cho các quý tới với điều kiện là nền kinh tế thị trường tiền tệ phát triển như mong đợi. Đây là toàn bộ cái nội dung. Thì ủy ban dự định làm chậm việc giảm sở hữu chứng khoán kho bạc bằng cách giảm giới hạn các khoản giảm trừ hàng tháng từ mức hiện tại là 30 tỷ đô la xuống còn 15 tỷ đô la bắt đầu vào tháng 5 năm 2019. Ủy ban dự định kết thúc việc giảm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán tổng hợp trong tài khoản thị trường mở hệ thống SOMA vào cuối tháng 9 năm 2019, và ủy ban dự định sẽ tiếp tục cho phép nắm giữ các khoản nợ của đại lý và chứng khoán được thế chấp bởi cơ quan FBS phù hợp với mục đích nắm giữ chủ yếu là chứng khoán kho bạc trong dài hạn. Thì bắt đầu từ tháng 10 năm 2019 thì các khoản thanh toán gốc nhận được từ nợ của đại lý và đại lý MBS sẽ được tái đầu tư vào chứng khoán kho bạc với số tiền tối đa là khoảng 20 tỷ đô la mỗi tháng. Mọi khoản thanh toán gốc vượt quá mức tối đa đó sẽ tiếp tục được tái đầu tư vào đại lý MBS. Các khoản thanh toán gốc từ nợ đại lý và MBS đại lý dưới mức tối đa 20 tỷ đô la ban đầu sẽ được đầu tư vào chứng khoán kho bạc trong một loạt các kỳ hạn để gần như khớp với thành phần đáo hạn của chứng khoán kho bạc. Ủy ban sẽ xem xét lại kế hoạch tái đầu tư này liên quan đến các thảo luận của mình liên quan đến thành phần dài hạn của danh mục đầu tư SOMA. Tiếp tục là quan điểm của ủy ban thì rằng doanh số giới hạn của đại lý MBS có thể được đảm bảo trong thời gian dài hơn để giảm hoặc loại bỏ nắm giữ còn lại. Thời gian và tốc độ của bất kỳ doanh số bán hàng nào sẽ được thông báo trước cho công chúng. Thông báo trước cho công chúng anh chị em và các bạn. Với mức dự trữ trung bình sau khi FOMC kết thúc việc giảm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán tổng hợp vào cuối tháng 9, có thể vẫn sẽ cao hơn mức dự trữ cần thiết để thực hiện chính sách tiền tệ một cách hiệu quả. Mà hiệu quả trong đó thì ủy ban hiện dự đoán rằng có khả năng nó sẽ giữ quy mô của danh mục đầu tư SOMA gần như trong không đổi trong một thời gian. Tiền tệ tăng dần và các khoản nợ không dự trữ khác sẽ đi kèm với sự sụt giảm dần tương ứng trong số dự trữ đều mới phù hợp với việc thực thi chính sách tiền tệ hiệu quả. Và khi mà ủy ban đánh giá rằng số dư dự trữ giảm xuống mức này thì danh mục đầu tư của SOMA sẽ không nắm giữ nhiều chứng khoán hơn mức cần thiết để thực thi chính sách hiệu quả và hiệu quả. Khi đạt được điều đó thì ủy ban sẽ bắt đầu tăng tỷ lệ nắm giữ chứng khoán để theo kịp tốc độ tăng trưởng của các khoản nợ không dự trữ của Cục Dự trữ Liên bang và duy trì mức dự trữ tích hợp trong hệ thống. Thì vài cái ý như vậy thì chúng ta đã có thể thấy rằng là cái việc mà ủy ban gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì đang có những cái tín hiệu của câu chuyện là chậm cái đà thắt chặt tiền tệ và có dấu hiệu của câu chuyện gọi là mở ra cái thời kỳ gọi là tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế bằng việc chậm cái đà thu hút cái dòng tiền trở về qua việc bán chứng khoán và nắm giữ chứng khoán. Thì một cái thông tin khác thì thông tin nhận được kể từ khi Ủy ban thị trường mở liên bang họp vào tháng 1 thì cho thấy thị trường lao động và các cái vấn đề liên quan tới nền kinh tế, tăng trưởng và hoạt động kinh tế đã chậm lại với cái tốc độ vững chắc trong quý tư. Việc làm trong biên chế ít thay đổi trong tháng 2 nhưng trong trung bình công việc vẫn ổn định. Trong những tháng gần đây, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp. Các chỉ số gần đây chỉ ra sự tăng trưởng chậm hơn của chi tiêu hộ gia đình, đầu tư kinh doanh cố định trong quý đầu tiên năm 2019. Thì trên cơ sở 12 tháng, lạm phát chung đã giảm phần lớn là do giá năng lượng thấp hơn.
lạm phát của các mặt hàng khác ngoài thực phẩm và năng lượng vẫn ở mức 2%. Về cân bằng, các biện pháp bù đắp lạm phát dựa trên thị trường vẫn ở mức thấp trong những tháng gần đây, và các biện pháp dựa trên khảo sát về kỳ vọng lạm phát dài hạn thì ít thay đổi. Phù hợp với nhiệm vụ theo luật định của mình, Ủy ban tìm cách thúc đẩy việc làm tối đa và ổn định giá cả. Để hỗ trợ cho các mục tiêu này, Ủy ban quyết định duy trì phạm vi mục tiêu tỷ lệ quỹ liên bang ở mức 2.1/4 đến 2.1/2%. Ủy ban tiếp tục xem xét mở rộng bền vững hoạt động kinh tế, điều kiện thị trường lao động mạnh mẽ và lạm phát gần mục tiêu 2%. Đối xứng của Ủy ban là kết quả khả thi nhất trong bối cảnh phát triển kinh tế và tài chính toàn cầu và áp lực lạm phát bị bắt đầu tăng lên. Thì thưa với anh chị em và các bạn, là với cái việc mà khi xác định thời điểm và quy mô các điều chỉnh trong tương lai đối với vi phạm mục tiêu cho tỷ lệ quỹ liên bang, Ủy ban sẽ đánh giá các điều kiện kinh tế đã thực hiện dự kiến liên quan đến mục tiêu làm việc làm tối đa và mục tiêu lạm phát 2%. Đối xứng đây anh chị em và các bạn đây, đó, đánh giá này sẽ đến một loạt các thông tin. Rồi thì một cái câu chuyện tiếp theo mà chúng ta muốn nói tới đó là gì, thưa với anh chị em và các bạn? Thưa với anh chị em và các bạn, cũng từ cái chuyện này thì thưa với anh chị em và các bạn, thì theo một cái bài viết của anh Phan Dũng Khánh ở trên mạng Facebook, thì chúng ta thấy được rằng là dù Fed đưa ra cái quan điểm đậm chất bồ câu vào ngày thứ năm tuần vừa qua, trái ngược với cái quan điểm dầu hâu nhưng đợt trước về khả năng về những đợt trước về cái khả năng họ sẽ không tăng lãi suất trong năm 2019, cũng như ngừng cắt giảm số dư trên bảng cân đối kế toán của mình vào tháng 9, nhưng bất ngờ đã diễn ra chỉ 24 giờ sau đó, thì khi chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 tháng và 10 năm chuyển sang âm dần, âm lần đầu tiên kể từ năm 2007, khiến hiện tượng đảo ngược đường cong lãi suất từ tiếng Anh đây chị em bạn, inverted yield curve, xảy ra là vào phiên giao dịch tối thứ sáu hôm qua. Hiện tượng đường cong lãi suất bị đảo ngược xuất hiện khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn vượt lãi suất trái phiếu kỳ hạn dài hơn. Điều này thường được giới đầu tư xem là chỉ báo tin cậy về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái sắp xảy ra trong tương lai. Chính Fed cũng nói rằng nếu điều này diễn ra thì khả năng suy thoái có thể xảy ra từ 2 đến 6 quý nữa, nghĩa là nửa năm cho đến 1 năm rưỡi. Tại sao lại như vậy? Thì thưa với anh chị em và các bạn, là thông thường lãi suất trái phiếu kỳ hạn dài luôn cao hơn kỳ hạn ngắn, nên lãi suất cũng tương tự thế hoặc chỉ ít cũng luôn dương. Tuy nhiên lãi suất bị âm nghĩa là nhà đầu tư đang có xu hướng đổ tiền vào kênh an toàn, đặc biệt là trái phiếu chính phủ Mỹ luôn được xem là một trong bốn kênh làm nhiệm vụ này, khiến trái phiếu bị đẩy lên và lãi suất đi xuống. Nhưng đến mức âm của một kỳ hạn rất ngắn 3 tháng mà âm với một kỳ hạn 10 năm cho thấy nhà đầu tư đang mất niềm tin và họ sẵn sàng chịu lộ một lãi suất thấp ở kỳ hạn dài, thậm chí không lãi chỉ để giữ cho tiền của mình được an toàn. Điều này còn làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng vốn là trụ cột nền kinh tế, khi lợi nhuận của nhóm này đến từ chênh lệch hai loại lãi suất này, nên khi lãi suất của trái phiếu này bị âm khiến ngân hàng suy giảm lợi nhuận, thậm chí có khả năng sẽ lỗ trong những quý sắp tới. Có thể xem hình minh họa phía dưới. Ok, thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải làm gì trong lúc này? Thì thật ra thì câu trả lời thì chúng tôi đã trả lời với anh chị em và các bạn giống y như bài viết của anh Phan Dũng Khánh, đó là chúng ta tốt nhất đừng làm gì cả, nghĩa là đặt tiền vào sản phẩm an toàn, tránh đầu tư mạo hiểm trừ khi vào cuối cái chu kỳ này, và không cho mượn tiền luôn. Đấy, tức là ngay cả cái ý là không cho mượn tiền ấy, thì cũng không nên làm, không cho nên cho mượn. Thậm chí gửi ngân hàng cũng là lựa chọn tốt khi lãi suất đang tăng. Tuy vậy thì đối với những thị trường rộng nhiều sản phẩm như thị trường chứng khoán, nếu vẫn đang đầu tư thì tránh những cổ phiếu luôn đi chung với thị trường mà giữ những cổ phiếu phòng thủ có xu hướng ngược hoặc ít bị ảnh hưởng chung. Dấu hiệu nào thì cho thấy cái điều này? Thì thưa anh chị em và các bạn, là dưới đây là một vài cái tổng hợp về cái dấu hiệu cho thấy những cái điều mà anh Phan Dũng Khánh phân tích. Đó là nhiều dự báo tốt và xấu về kinh tế trên thế giới được đưa ra, thì tốt cũng có và xấu cũng có. Nhưng mà ở thế giới thì cái dự báo kinh tế tốt, tích cực thì ít hơn như so với trong nước là đưa ra những cái tích cực mang tính gọi là cục bộ của quốc gia chúng ta. Và thưa anh chị em và các bạn, thì thực tế cái điều này thì chúng ta có thể nói thêm một câu giống như anh Phan Dũng Khánh nói, tức là chúng ta rất khó đứng ngoài được nếu thế giới đi xuống trong thời đại kinh tế hội nhập, tức là cái từ gọi là chúng ta hoàn toàn sẽ phải như vậy là chết chung với nền kinh tế thế giới. Chính vì mọi thứ hiện nay đều mở quá nên sự riêng tư ngày càng khó khăn, giữ được cái việc riêng tư cho từng quốc gia là điều thực sự rất khó. Thì thêm vào đó thì anh đưa ra một vài cái nhận chứng luận cứng về cái việc câu chuyện là một số thông tin sưu tầm từ các báo đài đang diễn ra trên thế giới, chúng ta cứ theo dõi dự báo nhưng cần quan tâm đến các dữ liệu thực tế để biết xu hướng này có thể xảy ra hay không, hoặc mọi chuyện rồi sẽ tốt lên hay không. Đây là những thông tin anh chị và các bạn cần đọc trên màn hình.
gồm có trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm và đấy, hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 3 của Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Ý, rồi Liên minh châu Âu và các ngân hàng trung ương của 19 nước thuộc gọi là khối Liên minh châu Âu đang sẵn sàng các cái khoản vay cho việc Brexit của Anh. Rồi Ủy ban Ngân hàng Liên bang Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách hàng năm. Đó, anh chị em và các bạn có thể theo dõi, chúng tôi sẽ chậm kéo chậm lại cho anh chị em và các bạn đọc ha. Đó, anh chị và bạn thử thêm. Đây, Bộ Tài chính Mỹ thì cho biết nợ công của Hoa Kỳ lần đầu vượt ngưỡng 22.000 tỷ. Đó, anh chị có thể tham khảo thêm. Đấy, anh chị và các bạn thấy rõ hết rồi đúng không? Tôi không đọc lại nữa những cái luận cứng hay gọi là những cái số liệu. Đấy, Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Rồi, anh chị có thể vào Facebook của anh Phan Dũng Khánh để có thể xem thêm bài viết này. Facebook của anh Phan Dũng Khánh. Chúng tôi sẽ để lại đường link Facebook của anh Phan Dũng Khánh dưới video này để anh chị em và các bạn xem thêm bài viết này. Vâng, còn trên màn hình quý anh chị em và các bạn thì hiện tại chúng ta đang thấy là cái biểu đồ của cái lãi suất 10 năm tương lai, tức là lãi suất 10 năm của trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm. Đây anh chị em và các bạn thấy ha. Thì chúng ta thấy được rằng là những cái thời kỳ mà lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm mà tăng thì đồng nghĩa với cái việc, tức là cái chỉ đây là cái chỉ số lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm mà tăng thì thị trường kinh tế sẽ đi vào suy thoái. Đây, năm 2007 tới năm 2012 là kinh tế suy thoái. Đây, anh chị em và các bạn để ý kỹ một chút ạ. 07 đến 12, đặc biệt là từ 07 mà tăng lên cái tầm 2009 thì kinh tế suy thoái rất là mạnh. Đây, năm 2000, khủng hoảng kinh tế công nghệ .com từ năm 2000 đến năm 2003 thì kinh tế suy thoái. Và hiện tại thì chúng ta đang thấy điều gì? Giai đoạn 2016 đến năm 2018 thì chúng ta thấy là trái phiếu, biểu đồ trái phiếu 10 năm của chính phủ, của gọi là trái phiếu Mỹ 10 năm thì giảm, do đó thì chứng khoán tăng. Còn ngược lại thì bây giờ thì trái phiếu đang có những cái dấu hiệu của câu chuyện tăng. Trong vòng 5 tháng trở lại đây thì trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đang tăng. Đây chị em và bạn đang tăng, thấy kể từ tháng 11 năm 2, tháng 10 năm 2018 đến giờ thì trái phiếu đang tăng và đang có những cái dấu hiệu tăng rất là đột biến. Nhìn trên cái biểu đồ này thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được rằng là khả năng thì cái kênh gọi là đầu tư về trái phiếu sẽ tăng lại như thế này thì sẽ đồng nghĩa với việc chứng khoán sẽ có vấn đề và nền kinh tế sẽ đi vào những cái vấn đề phức tạp hơn trong thời gian sắp tới. Anh chị và các bạn cùng với Thắng ơi theo dõi tình hình kinh tế thế giới, điểm qua những cái thông tin trên toàn cầu cũng như những thông tin trên các mạng internet quan trọng liên quan đến cái việc đầu tư và dự báo cái khủng hoảng kinh tế cũng như là dự báo cái nền kinh tế toàn cầu sẽ dịch chuyển như thế nào trong thời gian tới. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ của chúng tôi sẽ đem lại một số cái hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Hãy tiếp tục theo dõi Thắng ơi, đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ cho Thắng ơi để tiếp tục đồng hành cùng với anh chị em và các bạn và cập nhật cái tình hình gọi là kinh tế thế giới mà anh chị em và các bạn chưa kịp cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.